Giữa ồn ào 96 tỷ, bà Phương Hằng bất ngờ thông báo đóng cửa nhà máy oxy vì không có tiền. Khẩu chiến Phương Hằng chưa xong, Đàm Vĩnh Hưng đã nhập viện. Cư dân mạng nhắn Đàm Vĩnh Hưng, sao kê hoặc kiện đừng lòng vòng. Quý vị đang theo dõi tin tức được cập nhật 24 giờ trên kênh Tin tức Việt. Những tin tức nóng hổi nhất sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mới đây, thông qua trang Facebook cá nhân của trợ lý, bà Nguyễn Phương Hằng bất ngờ thông báo đóng cửa nhà máy oxy và nhận được nhiều sự ủng hộ của cư dân mạng. Thực hư như thế nào? Sau khi bà Nguyễn Phương Hằng tố Đàm Vĩnh Hưng ăn chặn 96 tỷ tiền từ thiện, nam ca sĩ đã có hẳn một đoạn clip chính thức lên tiếng bác bỏ thông tin trên. Đồng thời anh cũng có lời thách thức bà Hằng là một ván cược. Nếu như những gì bà Hằng nói là đúng sự thật, thì nam ca sĩ sẽ chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và công chúng. Tuy nhiên, trong trường hợp ngược lại, Mr. Đàm sẽ chỉ lấy một viên kim cương to đùng mà tôi thích nhất trong số những viên kim cương thật của cô. Đoạn clip trên sau khi được đăng tải đã khiến cộng đồng mạng náo loạn. Về phía bà Hằng, trong buổi trưa cùng ngày, thông qua trang cá nhân của trợ lý, bà Hằng cũng đã có phản hồi ẩn ý về việc chờ xem phim hay dài tập, như thể bà rất tự tin trong cuộc chiến lần này. Mới đây nhất, khi ồn ào còn chưa kịp nguội, bà Hằng lại đột nhiên có bài viết lạ về việc Đại Nam sẽ đóng cửa nhà máy oxy với lý do không có tiền đóng tiền điện. Thông báo trên một lần nữa khiến nhiều người bất ngờ, bởi lẽ mới cách đây chỉ khoảng một tháng, bà Hằng đã hồ hởi khoe rằng Đại Nam thay vì nhập về thì đã xây dựng hẳn một nhà máy sản xuất oxy để cứu giúp kịp thời và chủ động cho người dân. Tuy nhiên, nếu xem xét kỹ, ngày bà thông báo đóng cửa là ngày 15 tháng 9 năm 2021, cũng chính là thời điểm kết thúc giãn cách xã hội, theo thông tin gần nhất của chính phủ. Cụ thể, theo thông tin từ Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ đăng tải ngày 15 tháng 8 như sau, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Từ ngày 27 tháng 4 đến nay, có 142.618 trường hợp nhiễm COVID-19, đang điều trị 32.149 bệnh nhân, trong đó có 1.851 bệnh nhân nặng đang thở máy. Nhằm tăng cường triệt để kiểm soát dịch bệnh COVID-19, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội toàn thành phố theo tinh thần chỉ thị 16 của Thủ tướng từ 0 giờ ngày 16 tháng 8 đến hết ngày 15 tháng 9 với nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó. Phải chăng vì hiểu cư dân mạng từ trưa giờ đã quá hít hà nhiều drama nên bà Hằng quyết định đùa vui một chút để thay đổi không khí? Hiểu được ý tứ trên, bên dưới nhiều bình luận, netizen cũng để lại ý kiến tích cực, khen bà Hằng hài hước vì đến ngày ấy là hết dịch rồi. Một tài khoản bình luận, em ủng hộ đóng cửa vào ngày 15 tháng 9 vì vào ngày đó chúng ta không cần oxy từ những chiếc bình này nữa mà tự do đi lại và hít không khí tự nhiên của trời đất. Cầu mong đây là sự thật và nhà máy oxy sẽ đóng cửa bởi nhà nước Việt Nam đã hoàn toàn không còn dịch bệnh. Một người khác bình luận, cầu mong cho tất cả bệnh viện giả chiếc xe cứu thương và mấy bình oxy của Đại Nam đều ế chổng chơ, không có ai tới, để cho các thiên thần áo trắng và những người tuyến đầu chống dịch được nghỉ ngơi, cuộc sống trở lại bình thường. Một người khác bình luận, cô Hằng làm gì con cũng ủng hộ cô, thương cô quá, có một mình chống chọi lại với cả bầy lang sói. Bà chủ Đại Nam hài hước ghê, ngày đó hết dịch đóng là phải rồi. Một người khác bình luận hóm hình. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Hình ảnh Đàm Vĩnh Hưng kiệt sức trên giường bệnh khiến cho nhiều người không khỏi hoang mang. Tối qua trên một diễn đàn với hơn 160.000 thành viên, bất ngờ lan truyền hình ảnh Đàm Vĩnh Hưng nhập viện. Trong hình ảnh, nam ca sĩ kiệt sức nằm bên giường bệnh, phải nhờ đến sự chăm sóc y tế. Hình ảnh này khiến cho nhiều người không khỏi hoang mang, lo lắng trước tình trạng sức khỏe của giọng ca 7X. Một số khác lại bày tỏ sự nghi ngờ bởi mới nay Đàm Vĩnh Hưng vẫn còn rất khỏe mạnh. Thậm chí anh còn tung clip dài 8 phút phản biện bà Phương Hằng sau một loạt phát ngôn của nữ doanh nhân về mình. Theo tìm hiểu, nhân vật trong hình ảnh đang lan truyền đích thị là Mr. Đàm. Tuy nhiên, đây là khoảnh khắc nam ca sĩ nhập viện trong chuyến lưu diễn tại Singapore vào năm 2016, không phải mới diễn ra như cư dân mạng lan truyền. Gần 2 ngày nay, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ trở thành cái tên nhận được nhiều sự chú ý. Nguyên nhân xuất phát từ loạt phát ngôn của doanh nhân Phương Hằng về nam ca sĩ vào tối ngày 24 tháng 8. Trong live stream, bà Phương Hằng cho biết đang nắm trong tay 1,9 kg giấy sao kê ngân hàng từ tài khoản từ thiện của Đàm Vĩnh Hưng. Bà nhấn mạnh số tiền thực mà giọng ca đình đám quyên góp được lên tới 96 tỷ đồng. Bà Hằng cũng cho rằng Mr. Đàm có dấu hiệu lươn lẹo, ăn chặn số tiền lớn, thậm chí treo thưởng 50 tỷ nếu anh chịu sao kê đầy đủ số tiền quyên góp được. Tới sáng 25 tháng 8, Đàm Vĩnh Hưng đã chính thức lên tiếng, anh khẳng định bà Hằng phát ngôn vu khống bịa chuyện.
anh tuyên bố nữ đại gia chọn sai người để đánh. Mr. Đàm đồng thời thách người phụ nữ này đưa ra được bằng chứng anh nhận được chính xác 96 tỷ quyên góp từ thiện và có hành vi lươn lẹo ăn chặn. Nếu như bà Hằng đưa ra được chứng cứ xác đáng, Đàm Vĩnh Hưng sẽ nhận thua và nhận sai, chịu trách nhiệm trước pháp luật, dư luận. Còn nếu trường hợp bà Hằng sai dù chỉ một game, anh xét kèo lấy đi một viên kim cương từ nữ đại gia, đem bán làm từ thiện. Một số ý kiến đã khuyên Đàm Vĩnh Hưng đưa bà Phương Hằng ra pháp luật thay vì thách đấu qua lại trên mạng, tốn thời gian. Gần đây, mạng xã hội được fan xôn xao khi đại gia Phương Hằng chỉ đích danh nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong cuộc livestream của mình. Theo đó, nữ doanh nhân cho biết mình đang nắm trong tay 1,9 kg giấy sao kê ngân hàng từ tài khoản từ thiện của nam ca sĩ. Bà nhấn mạnh số tiền thực mà giọng ca đình đám này quyên góp được trong thời gian qua lên tới 96 tỷ đồng. Đàm Vĩnh Hưng đã chính thức lên tiếng cho rằng bà Hằng vu khống, gây ảnh hưởng tới mình. Cụ thể, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, tôi chấp nhận chơi với cô, khán giả của tôi không tin lời cô nói đâu, và những người ở giữa lại càng không tin. Tôi muốn làm một ván cược với cô, với dư luận, với tất cả mọi thứ. Tôi không tin vào lời hứa suông sẽ cho 50 tỷ nếu điều tra ra. Tôi không cần lấy tiền của cô, tôi chỉ cần lấy một viên kim cương to đùng mà tôi thích trong số những viên kim cương thật của cô. Viên kim cương đó phải được giao cho trọng tài đứng giữa giữ, tôi sẽ nhờ vả họ và chúng ta bắt đầu cuộc chơi, Mr. Đàm cho biết. Nam ca sĩ cũng nói thêm, tôi hiên ngang ở đây và chờ đợi tất cả mọi thứ để lấy lại tất cả danh dự uy tín. Vì tôi thấy hiện nay rất nhiều người bị yếu bóng vía, bị dẫn dắt, bị lôi cuốn theo. Tất cả những người đó thật sự là yếu bóng vía. Quý vị quá yếu bóng vía để một người dẫn dắt. Tôi sẵn sàng đánh cược, mặc dù không ai đủ tư cách để yêu cầu tôi làm việc đó. Tôi đã có tất cả những chứng cứ về công việc thiện nguyện và sổ sách của tôi đủ hết ở những đợt trước. Giờ tôi không nói nữa, ai thích chơi thì bước tới. Tôi rất sẵn sàng để hầu cùng những người đó, và người đó phải hội đủ những tư cách tôi cảm thấy được, tôi sẽ trả lời. Clip của Đàm Vĩnh Hưng đã ngay lập tức thu hút sự chú ý từ dư luận, nhiều luồng ý kiến đã nổ ra dưới clip của nam ca sĩ. Theo đó, một số ý kiến cho rằng nếu giọng ca 7X khẳng định những phát ngôn từ bà Phương Hằng là vu khống sai sự thật thì cứ sao kê rõ ràng, minh bạch. Thậm chí họ còn ủng hộ Đàm Vĩnh Hưng kiện bà Hằng vì tội vu khống, bôi nhọ danh dự của người khác. Thà làm rõ ràng, nhanh gọn còn hơn đặt ra một ván cược khá lòng vòng, để rồi lại có khả năng gây đôi co, lời qua tiếng lại mãi không thôi. Một số khác cho rằng, nam ca sĩ cây ngay không sợ chết đứng thì cứ nhận lời thách thức của bà Hằng. Không nên đổi luật chơi, tốn thời gian. Cứ sao kê toàn bộ số tiền quyên góp sẽ nhận được 50 tỷ từ bà Hằng. Không chỉ vừa khẳng định mình trong sạch, anh còn có thêm ngân sách lớn để hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn trong mùa dịch. Nhiều người dùng mạng để lại bình luận. Bà Hằng kêu sao kê sẽ tặng 50 tỷ, mau lấy số tiền đó ủng hộ dân nghèo đi anh. Một bạn khác nêu ý kiến, mình in sao kê ra đi anh, rồi mình lấy 50 tỷ của cô Hằng đi làm từ thiện nha anh, game này dễ mà ạ. Một người khác bình luận, giải thích làm gì, đằng nào cái sao kê là cú tát mạnh vào mặt cô Hằng và mọi người đang chỉ trích anh, cố lên anh, mạnh mẽ lên. Một fan của Đàm Vĩnh Hưng bình luận, anh Hưng ơi, sao kê đi mà, nếu anh trong sáng, hoặc anh có thể kiện chị Hằng nếu không phải sự thật. Bà Hằng vu khống thách Mr. Đàm kiện đấy, làm đơn kiện bà ấy thua còn được tặng 50 tỷ nữa Đàm Vĩnh Hưng ơi. Viên kim cương làm gì anh Đàm ơi, lấy 50 tỷ rồi làm từ thiện tiếp được mà. Nếu là dựng chuyện bịa đặt thì kiện đi anh ơi, làm việc theo hiến pháp và pháp luật, không nói nhiều, kiện đi. Quý vị vừa điểm qua những tin tức chính có trong chương trình ngày hôm nay, sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi.